tin giáo phận Phú Cường, thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Phú Cường. Sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018, thánh lễ truyền chức linh mục cho hai phó tế thuộc giáo phận Phú Cường được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự. Hiệp dân thánh lễ cùng ngài có quý cha giáo, quý khách và đông đảo linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tham dự sau thời gian dài rèn luyện và tu học tại Roma, hai vị phó tế hôm nay được lãnh nhận thánh chức linh mục gồm Giuse Nguyễn Thành Nhân và Francisco Phan, Phan Duy Khương. đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào thánh đường trong lời ca nhập lễ diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, chọn gọi và soi dẫn, đỡ nâng hai tiến chức trở nên người tư tế của Thiên Chúa. Sau phần phụng vụ lời Chúa, cha Gioan Baptista phạm quý trọng tiến cử hai tiếng chức đến với Đức Giám Mục, và sau phần thẩm vấn, các tiếng chức tuyên hứa trước Đức Giám Mục và Cộng đoàn Dân Chúa. Các tiếng chức phủ phục trước cung thánh trong lời kinh cầu các thánh được Cộng đoàn Dân Chúa cất cao, trong tâm tình tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa thương ban, giữ gìn các tiếng chức sống trọn cuộc đời dân hiến và luôn đẹp lòng Chúa. Đức cha cũng trao bình an đến các tiếng chức như trao gửi đến các ngài tình yêu và sự hiệp thông trọn vẹn trong Chúa. Các cha hiện diện cũng tiến đến đặt tay trên các tiếng chức, thể hiện sự hiệp thông và đón nhận người huynh đệ mới của mình vào linh mục đoàn. Trước khi thánh lễ kết thúc, vị tân chức bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha Du đã yêu thương cách đặc biệt, nâng đỡ và hướng dẫn các ngài trên con đường tu học tân chất cũng tri ân đến quý cha giáo quý cha ba mẹ người thân bạn bè đã luôn đồng hành nâng đỡ các ngài trong suốt thời gian vừa qua các ngài mong muốn được mọi người tiếp tục đồng hành qua lời cầu nguyện để giúp các ngài luôn kiên vững trên con đường chúa đã sẵn dành Đức cha du cũng mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện, cộng tác trong việc vun trồng và phát triển ơn gọi, để cánh đồng truyền giáo của Chúa ngày càng có nhiều thợ gặt hơn, giúp nước Chúa mãi triển nở và thăng tiến theo thánh ý Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, các tân chức chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha và thân nhân bạn bè, sau đó mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong tiệc mừng tại khuôn viên của giáo xứ.